Các bạn có tin một người nội trợ luôn phải sống bằng tiền trợ cấp của chồng, đi mua sắm siêu thị phải nhờ tới sự trợ giúp của các tờ phiếu giảm giá, nhưng chưa đầy một năm sau cũng chính nhờ các tờ phiếu giảm giá đó lại trở thành tỷ phú hay không? Chưa kể đây còn là một câu chuyện có thật, chỉ từ tờ giảm giá vứt đi mà lại biến thành tiền tiêu không hết, đúng là ảo thật cơ đấy. Câu chuyện bắt đầu ở Mỹ, nơi nhân vật chính của chúng ta đang sinh sống. Connie là một bà nội trợ nhàn rỗi, trước đây đã từng là quán quân Olympic được mọi người săn đuổi. Cô rút lui khỏi ngành thể thao với hai bàn tay trắng rồi trở thành một người không tiền, không sự nghiệp và không danh tiếng. Trong những ngày nhàn rỗi, cô dần hứng thú với việc sưu tầm các loại phiếu giảm giá từ các nhãn hàng khác nhau. Mỗi lần đi siêu thị chỉ cần là giảm giá thì đều bỏ vào giỏ hàng, mặc kệ chúng có cần tới hay không. Đến lúc thanh toán hóa đơn là những con số hàng trăm đô, nhưng cô lại có thể khiến con số ấy trở thành hai chữ số với sắc phiếu giảm giá của mình, lần lượt trừ một đô rồi lại một đô cho tới khi còn vài đô thật. Nhân viên thu ngân có vẻ đã quá quen với việc này, nhưng anh trai xếp hàng phía sau lại phục cô sát đất rồi. Cứ như thế chả mấy chốc mà Connie đã chất đầy một căn phòng với những món đồ mà mình mua bằng phiếu giảm giá. Đó vốn là phòng dành cho con của cô, nhưng vì nhiều lần bị sẩy thai nên không có cơ hội dùng đến, cô đã biến căn phòng thành nhà kho của mình. Connie thích sưu tập phiếu giảm giá và cô mang những thứ đổi được đến phòng của đứa trẻ không có duyên chào đời, như thể là cô muốn cùng con làm việc mà mình thích giống những bà mẹ khác. Chồng của cô không thích điều đó, anh cảm thấy xấu hổ và thường hay châm biếm vợ mình có thể mở một lớp dạy cái sở thích của mình được rồi đó, sống một cuộc sống quá nhiều mất mát và lạnh nhạt như vậy, Connie chắc hẳn đã rất cô đơn. Cô buồn phiền bốc một nắm bột yến mạch cho vào miệng và phát hiện vị của nó đã biến đổi, cô lại càng thêm tức giận rồi lập tức viết một bức thư phàn nàn khiếu nại siêu dài cho nhà sản xuất. Tưởng chừng mọi chuyện cứ như thế trôi qua, nào ngờ vài ngày sau cô lại nhận được thư xin lỗi của nhà sản xuất kèm theo một tấm phiếu ưu đãi miễn phí. Điều này đã khiến tâm trạng của cô vui hẳn lên. Ngay sau đó cô lập tức mang tấm phiếu ra siêu thị và đổi lấy một hộp yến mạch mới. Nhưng tình cờ người thu ngân lần trước quét một loạt mã giảm giá cho Connie đã vô tình tiết lộ một chuyện. Đối với những công ty lớn như thế này, chỉ cần họ nhận được thư khiếu nại thì sẽ gửi một tấm phiếu miễn phí để xin lỗi. Đó như một cách phản hồi mát dạ cho khách hàng của mình và giữ chân họ gắn bó với mặt hàng của mình. Nghe thấy thế, Connie đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, cũng là mầm mống cho sự việc đình đám sau này. Cô gửi hàng loạt thư khiếu nại cho nhiều nhãn hàng lớn khác nhau với nhiều lý do như vị không ngon, quảng cáo quá lố hay phục vụ kém và cả thiết kế không tiện lợi. Và rồi những tấm phiếu giảm giá xin lỗi từ đối phương liên tục đưa tới tay cô. Có điều hay là phải khoe với bạn thân Jojo, cũng là hàng xóm của Connie. Cô ấy sau khi nhìn thấy một đống phiếu giảm giá và miễn phí đầy trên bàn đã không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng. Cô gái còn tỏ ý sẵn sàng dùng một nửa giá để mua lại số phiếu này. Một ý tưởng điên rồ nhưng lại khá khả thi hiện lên trong đầu Connie, đó là kinh doanh phiếu giảm giá. Dù bán với giá trị thấp hơn nhưng vẫn thu lợi mà không cần vốn thì tại sao không? Cô muốn chứng minh bản thân có thể kiếm được tiền từ những thứ mà chồng cô luôn coi thường. Cô bạn thân bên kia không ngừng cảm thấy Connie quá điên rồ rồi, phải khiếu nại bao nhiêu thì mới có đủ phiếu miễn phí để mà kinh doanh chứ. Nhưng thật sự mà nói, Connie là một cô gái thông minh và bản lĩnh. Thông qua mạng xã hội cùng các trang mạng khác, cô thành công tìm được một nhà máy chuyên in ấn các loại phiếu giảm giá miễn phí ở Mexico. Nói là làm nên, hai cô gái liền lái xe cả đêm để đến nhà máy đó. Cả hai dành hẳn một ngày để quan sát và ông trời giống như đang trải thảm cho kế hoạch của họ. Sau khi nghe đến số tiền hoa hồng hấp dẫn, một người nhân công trong xưởng đã đồng ý tham gia vào phi vụ có 102 này. Anh ta cho biết nhà máy chuyên sản xuất phiếu giảm giá cho các nhãn hàng lớn và được chia thành hai bộ phận tách biệt, một bên chuyên phụ trách về mẫu mã còn một bên làm về in ấn. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ mỗi lần in phiếu giảm giá đều sẽ có một lượng lớn phiếu dự phòng cho các trường hợp bất ngờ xảy ra. Sau khi giao đủ lượng được đặt hàng, số còn lại sẽ được mang đi tiêu hủy. Lúc này năng lực của người công nhân kia sẽ được phát huy. Anh ta sẽ lén mang những tấm phiếu thừa kia gửi sang Mỹ. Họ cũng không lo ngại cảnh sát sẽ phát hiện, vì thật sự cũng chả có ai lại đi quan tâm mấy cái phiếu giảm giá này để làm gì. Và thế là Connie thành công nhận được lô hàng đầu tiên. Mọi thứ thuận lợi đến không ngờ, hai cô gái bắt đầu bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh phiếu giảm giá của mình. Dù ở nơi nào thì các bà nội trợ đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tấm phiếu mua hàng giảm giá này được. Dù giảm giá không nhiều nhưng có thể tiết kiệm được vẫn tốt hơn. Phải nói rằng Connie rất tinh tế. Cô nắm bắt chính xác suy nghĩ này của những bà nội trợ và đánh trúng vào nó một cách rất dứt khoát. Nếu cô có tâm làm kinh doanh một cách đàng hoàng, có lẽ tên của cô đã xuất hiện trong danh sách những nữ doanh nhân thành đạt. Hai cô gái bắt tay vào những bước đầu tiên, đó là thành lập được một trang web giao dịch thuận tiện nhất, sau đó là livestream tuyên truyền về mặt hàng kỳ lạ nhưng lại vô cùng hữu dụng này. Phiếu giảm giá hay phiếu miễn phí, cứ thế lượng đặt hàng và chốt đơn ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ ngày càng lớn khiến công việc ngày càng phát đạt, thế là ngày càng nhiều các bà nội trợ trên cả nước đều chăm chỉ sử dụng phiếu giảm giá. Hai nữ doanh nhân bận tối mặt với số lượng đơn tăng đến chóng mặt và tài khoản của bọn họ không ngừng nhảy số, nhưng không có điều gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Không lâu sau, các siêu thị đều nhận ra sự bất ổn, ban đầu chỉ xuất ra một lượng phiếu mua hàng nhất định, nhưng mỗi lần tổng kết lại hơn cả ngàn phiếu.
Nhân viên điều tra lập tức ra tay và không lâu sau liền sờ đến gáy của Connie. Dù sao cũng là lần đầu cô làm việc này, đã bán đồ lậu mà còn live stream tạo web riêng cơ chứ. Hai cô gái không bị bắt nhưng tài khoản ngân hàng lại bị khóa, tiền có nhiều cũng không thể đụng tới được. Cả hai quyết định tìm đến một hacker giúp đỡ với điều kiện được chia phần trăm lợi nhuận. Người này đúng là có năng lực, trước hết cô ta giúp họ mở khóa tài khoản ngân hàng, tiếp đến là xóa đoạn phim live stream, cuối cùng ẩn địa chỉ web đi và hướng dẫn khách hàng cách tìm đến địa chỉ ẩn. Hơn nữa người này còn cẩn thận làm giả thân phận của Connie, lập một loạt các tài khoản ngân hàng khác nhau, đợi vài tháng cho mọi chuyện lặn xuống thì rút tiền ra là xong. Chơi giúp người giúp thời cũng giúp, Connie và Yoyo thăng tiến nhanh chóng trên con đường làm ăn của mình. Họ làm giả thêm mấy tấm căn cước, lập thêm mấy tài khoản ngân hàng và thuê hẳn một văn phòng làm việc riêng. Thời gian cứ thế trôi qua, số tiền trong tài khoản đã lên đến con số 5 triệu đô. Tuy nhiên hai người lại có một nỗi lo khác. Số tiền này đều là tiền đen, tính ra họ vẫn biết mình đang thu lợi bất chính nên cần được rửa sạch. Sau khi suy nghĩ thì Connie cảm thấy hay nhất là nên dùng tiền này mua vài thứ đắt đỏ rồi lại bán đi thì không phải đã rửa được tiền rồi sao? Nhưng mua cái gì lại khiến cả hai phải đau đầu, dù sao cũng là từ nghèo khó đi lên cả mà. Tới lúc này Connie mới nhớ tới chồng mình, cô hỏi anh ta xem có thứ gì rất muốn mua hay không. Anh chồng mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất mạnh mẽ mà nói, nếu có tiền thì muốn một chiếc xe Lamborghini. Anh ta chắc không bao giờ ngờ được là cô vợ mình đã thực sự đến gara mua hẳn 5 chiếc đủ màu sắc, thậm chí còn tậu hẳn một sân đỗ xe riêng, tới cả máy bay riêng, xe du lịch đến du thuyền, không thiếu thứ gì. Nhưng dù đã tiêu tiền như nước nhưng tài khoản vẫn còn nhiều, Connie quay đi quẩn lại không biết thế nào mà tìm thấy một tờ rơi mua bán súng ống đạn dược. Hứng thú nổi lên khiến hai cô gái cùng nhau đến địa điểm giao dịch mua đầy một xe toàn là vũ khí cosplay thành Rambo, chả nhẽ cô định đi cướp nhà băng nữa à? Connie chưa từng từ bỏ ước mơ làm mẹ của mình nên đã bỏ ra hơn 300.000 đô để mua hơn 400 chai thuốc tráng dương, bằng mọi cách phải thực hiện ước mơ thiêng liêng của mình. Vẫn còn dư kha khá tiền, cô mang nó bỏ vào một trong số những hộp đồ ăn vặt của mình. Ít lâu sau, hacker kia tìm tới Connie và Jojo, cô ta thắc mắc tiền trong tài khoản bay đi đâu hết rồi, hai người rất tự tin mà khoe rằng mình sắp tẩy trắng thành công tất cả số tiền đó. Nghe xong hacker chỉ biết ôm mặt tức giận, thì ra khi cô ta lập tài khoản khác cho họ thì tiền vào đó cũng đã được tẩy trắng cả rồi. Cả hai nhìn nhau hóa ra mất thời gian cũng thành công cốc. Mua xong rồi lại phải đi bán, hai cô gái lắp cóc mang tiền đi gửi lại vào tài khoản, tính ra lại lỗ một mớ kha khá. Trong lúc hai người lăn qua lăn lại với số tiền khổng lồ thì các nhãn hàng và siêu thị đã mang vấn đề này đến gặp nhân viên điều tra FBI. Hóa ra những tấm phiếu giảm giá mà Connie bán ra đã khiến họ bị tổn thất một khoản đáng kể, chuyện càng lúc càng nghiêm trọng nên không thể cho qua như lần trước nữa. Năng lực của FBI quả thật là đáng nể, họ nhanh chóng tìm ra mấu chốt nằm ở thị trấn Phoenix. Nhân viên siêu thị và nhân viên đưa thư đều được điều tra, trong đó có một anh chàng đã thầm mến Jojo từ lâu, anh đến đưa một bức thư nhắc nhở cho mẹ cô nhưng bác gái lại không mấy quan tâm, chẳng mấy chốc đã quẳng chuyện đó ra sau đầu. Nhưng anh chàng tốt bụng không ngờ mình đã bị theo dõi. Rất nhanh thông tin của Jojo đã bị hai nhân viên điều tra nắm trong tay, họ đã ngụy trang theo dõi cả ngày lẫn đêm và nhanh chóng tìm ra Connie cùng hang ổ của bọn họ. Sau khi thu thập đủ nhân chứng vật chứng, đội ngũ FBI chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tấn công. Có người không nhịn được hỏi không biết vụ án này nghiêm trọng đến cỡ nào mà điều động lực lượng lớn đến vậy. Kết quả câu trả lời lại là vụ án phiếu mua hàng. Này, có đùa tụi này không, có vậy mà cũng điều động tới FBI. Nhân viên điều tra âm thầm đột nhập vào nhà của Connie và Jojo trong đêm. Cả hai lập tức liền bị bắt không kịp hiểu chuyện gì. Với những bằng chứng xác đáng và số tiền lợi nhuận quá khủng, Connie với vai trò chủ mưu có nguy cơ phải chịu án tù lên đến 40 năm. Chính xác là tù chung thân. Anh chồng ngớ ngẩn đến bây giờ mới biết hết mọi chuyện. Cuộc hôn nhân vốn đã mỏng manh này coi như hoàn toàn sụp đổ, nhưng người nói ra đề nghị ly hôn lại là Connie. Vụ án phiếu giảm giá đã gây chấn động toàn nước Mỹ, hơn nữa đã gây tổn thất khá lớn cho các nhãn hàng. Họ bị buộc tội lừa đảo hơn 240 công ty cùng hàng chục triệu đô la. Dù sao đang sẵn có nhiều tiền, Connie thuê hẳn một luật sư vô cùng tài giỏi để biện hộ cho mình. Ông ta đã làm rất tốt với những lập luận sắc bén. Vốn dĩ Connie không hề lừa đảo hay làm giả bất cứ thứ gì, phiếu giảm giá là hàng thật. Chẳng qua cô đã thông minh mà tận dụng lỗ hổng người tiêu dùng ở Mỹ mà thôi. Cuối cùng cô chỉ bị phán 11 tháng tù giam, trong khi đó Jojo cũng được phóng thích ngay tại tòa và quản giáo 1 năm. Mấu chốt của bản án nhẹ nhàng này chủ yếu là do các nhãn hàng đã rút lại đơn kiện của mình. Các công ty mà họ là nạn nhân đã bí mật ép các tòa án khoan hồng để tránh báo chí viết xấu về mình. Dù sao cũng không phải việc đẹp đẽ gì khi bị đưa lên bản tin và cả nước sẽ cười vào mặt họ cả năm mất. Tệ hơn là giá cổ phiếu còn thả dốc không phanh ấy chứ. Trước khi Connie thụ án thì Jojo đã giúp cô chuyển toàn bộ đồ đạc ra khỏi nhà chồng. Anh chồng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn những thùng đồ ăn vặt được chuyển đi, như cái cách mà hắn đã luôn khinh thường vợ mình vậy. Lỡ mà hắn biết bên trong đó chứa cả triệu đô la tiền mặt thì sẽ tức điên lên đi được. Cũng nhờ vào số tiền đó mà Jojo đã hoàn thành được ước mơ của mình. Trong lúc ấy ở trại tạm giam, Connie phát hiện mình đã có thai. Thế nhưng chuyện này đã khác, cô không phải chịu đựng chồng mình, lại có rất nhiều tiền trong tài khoản.
nhìn khung cảnh cô tập thể thao lại có vẻ thoải mái và tự do hơn bao giờ hết. Bây giờ cô đã hoàn thành được ước mơ cả đời của mình, đó là làm mẹ. Một bộ phim vừa khôi hài lại vừa mang nhiều cảm xúc, phải nói rằng phụ nữ rất đáng sợ, họ không nói nhiều nhưng mỗi việc làm đều có thể gây ra chấn động. Một điểm sáng nhỏ nhưng vô cùng tinh tế trong bộ phim ấy chính là tình yêu thiêng liêng của người mẹ dành cho đứa con của mình.